Các bạn có thể nhận biết được hệ điều hành của các bạn đang sử dụng này, mức độ sáng màn hình của các bạn là thứ hai này, mức độ âm lượng này và phần trăm pin này. Tiếp theo, biểu tượng của điện thoại cũng như là dòng điện thoại các bạn đang dùng và thời gian có hiển thị giây luôn nhé, SIM Viettel các bạn đang dùng nhé. Và có một điều đặc biệt đó là bộ nhớ máy, tức là dung lượng máy memory đó, 75% và 15,65 GB và thứ ngày. Rất vui khi được quay trở lại với các bạn trong hướng dẫn trong video hôm nay của mình. Và ở trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn, những bạn nào mà đang dùng iPhone, một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị khi các bạn dùng iPhone, đó là các bạn có thể thêm được những tiện ích cực xịn sò ở trên màn hình chính của iPhone. Ví dụ như các bạn có thể cùng một lúc xem được phần trăm pin này, độ sáng màn hình này và nhiều thông số khác, đồng hồ này, thời tiết này và cái bộ nhớ dung lượng của RAM hiển thị ngay trên màn hình chính bằng cách sau đây nhé. Các bạn cùng theo dõi. Các bạn hãy truy cập vào cái địa chỉ cũng như là cái cửa hàng App Store. Đó, các bạn hãy gõ cho mình cái tiện ích Sharing Play nhé. Đây chính là biểu tượng của nó. Đây chính là biểu tượng nhé. Các bạn chọn đúng cái ứng dụng này. Sau đó thì các bạn hãy tải về cho mình. Rồi, cái ứng dụng này nó rất là nhẹ thôi. Khi mà tải cái ứng dụng này, các bạn thực hiện theo các bước tiếp theo của mình. Và bây giờ các bạn hãy đợi để tải xong nhé. Sau khi các bạn tải về ứng dụng về máy xong, nó sẽ hiển thị ở trên giao diện màn hình chính của các bạn. Và bây giờ các bạn hãy chọn cho mình một cái khoảng trống bất kỳ nhé. Đó, các bạn nhấn giữ vào. Ok. Khi thấy các cái biểu tượng ứng dụng di chuyển, các bạn chọn vào cái dấu cộng ở phía góc tay trái trên cùng, các bạn chọn vào cho mình. Ok. Tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống cho mình tìm đến cái ứng dụng là Sharing Play. Đây, nó là cái ứng dụng này. Các bạn chọn vào biểu tượng đó nhé. Các bạn sẽ gạt sang này. Ở đây nó sẽ có rất nhiều những cái kiểu hiển thị. Ví dụ như đầu tiên như thế này, tiếp theo là như thế này, phần trăm pin. Và tiếp theo cũng là phần trăm pin và thêm một số chức năng khác. Đây, cái tiện ích mà mình, cái widget mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn. Đây này, đấy, đây chính là cái widget. Các bạn có thể chọn một trong những cái kiểu này nhé. Đấy, kiểu này thì nó là cái hình chữ nhật nhỏ nhỏ giống như cái biểu tượng lúc đầu mình cho xem ở đầu video. Tiếp theo là cái biểu tượng nó to hơn. Đấy, hiển thị to hơn, là hình vuông. Các bạn có thể chọn theo những cái cách này. Tiếp theo là chỉ phần trăm pin. Đấy, giờ này. Ok, thì đến mà các bạn chọn cái giống như lúc đầu mình hướng dẫn thì các bạn chỉ việc chọn cho mình là thêm tiện ích. Đó, sau khi các bạn chọn vào thì cái tiện ích, cái widget đó nó sẽ hiển thị ngay trên màn hình chính. Các bạn chọn vào một khoảng không bất kỳ. Vậy là xong nhé. Thì tại đây nó sẽ hiển thị cho các bạn chi tiết những cái thông số về phần trăm pin này, hệ điều hành này, dòng máy điện thoại này, memory của máy này, độ sáng này, độ sáng là bao nhiêu phần trăm này, dung lượng là bao nhiêu này, cũng như là phần trăm pin, cái nhà mạng mà các bạn đang dùng và thứ ngày tháng vân vân. Ok, thì đây chính là cái widget rất là hay mà các bạn dùng iPhone các bạn có thể tham khảo nhé. Thì nó có thể theo dõi, giúp cho các bạn theo dõi những cái ứng dụng mà các bạn không cần phải vào sâu chi tiết. Ví dụ như là cái âm lượng của máy này, âm lượng nó hiển thị luôn ở đây và dung lượng pin bao nhiêu phần trăm nó hiển thị hết ở đây. Và đặc biệt độ sáng màn hình. Tiếp theo này, để các bạn có thể thay đổi cái nền này nhé, các bạn có thể chọn vào bất kỳ nền hoặc là cái màu của cái những cái số hiển thị ở trong này thì các bạn chọn vào cái biểu tượng bất kỳ nhé. Đó. Rồi, nó sẽ xuất hiện cho các bạn cái bảng màu. Thì ở đầu tiên các bạn nhìn đây nhé, cái color này đấy, là cái màu của cái phần số nhé. Các bạn nhìn nhé, cái màu số này. Ví dụ như nó đang ở màu, đây này, màu xanh này. Mình chọn màu xanh này, màu đỏ này. Đấy, ok. Thì nếu mà các bạn chọn màu xanh này thì nó dễ nhìn hơn. Rồi, tiếp theo ở phía dưới này là màu của nền nhé. Đấy, nền này, đấy, nền vàng. Đấy, thì mình khuyên các bạn là để nền đen thì nó dễ nhìn hơn. Đó, còn nếu mà các bạn thích nền nào hoặc là màu nào thì các bạn có thể chọn nhé. Sau khi các bạn chọn xong màu xong ấy, các bạn chọn server ở đây. Tùy theo khi mà các bạn chọn server này, đấy, nó sẽ xuất hiện cho các bạn ba cái dòng thông báo này. Cancel tức là các bạn không chọn nữa, các bạn rút lại quyết định. Tiếp theo cái đầu tiên này, bởi vì đây là cái ứng dụng miễn phí nên là khi các bạn chọn vào cái dòng đầu tiên này này, Look Other, đấy, thì nó sẽ là xem quảng cáo các bạn nhé. Các bạn xem quảng cáo khoảng chừng 20 giây đến 30 giây thì các bạn mới có thể lưu lại cái cài đặt
lưu lại cái thao tác của mình được. Đấy. Ok, sau khi các bạn chọn cái này thì nó sẽ hiện quảng cáo nhé. Sau đó thì các bạn chọn vào thôi. Nếu bạn nào đang phân vân hoặc là đang tìm những cái cách để các bạn đưa những tất cả những cái thông số mà mình vừa hướng dẫn ra ngoài mình khóa thì các bạn nhớ xem kỹ video mà mình hướng dẫn vừa xong. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn có những trải nghiệm cực kỳ thú vị khi các bạn dùng iPhone. Và đừng quên, nếu thấy video hay, nhớ để lại cho mình một like, chia sẻ thật nhiều cho người thân, bạn bè thính biết nhé. Có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn comment phía dưới phần bình luận của video, mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé.